từ nãy giờ cứ like được một tí lại hỏng. Không anh thì hát được không? Này, hôm nay mọi người có câu gì hỏi không? Hôm nay là dành được một thời gian để trả lời tất cả câu hỏi mọi người. Những câu hỏi nào khó mình sẽ không trả lời. Cảm ơn bạn Nghi Nguyễn. Không, anh không gọi tên em đâu. À đây, thói quen của anh. À, thì người úp bánh kem, à video thì ngày mai mình sẽ đăng nhé. Tại vì bây giờ vẫn chưa chỉnh sửa xong. Tại vì video vẫn cần phải chỉnh sửa một vài đoạn nữa. Thì mọi người thì cần, mình không cần nói mọi người biết là ai rồi. Trường với Thanh, một người cầm bánh, một người ấn đầu. À, anh ở Gia Lai chứ, anh lúc nào cũng đa số ở Gia Lai. Đắc Xuân thay đổi các nhà đẹp. Bao giờ rảnh với đá cầu? Hình như là lịch đá Cần Thơ là ngày 19 tháng 5 hay sao? Chuẩn, bạn khen tóc xinh. Ông nói ít thôi, tôi khóa ông bây giờ chứ ở đó mà nhờ đến ông chặn. Mục tiêu của anh á, mục tiêu năm nay phải ghi nhiều bàn mới cả giúp đội bóng đã càng thành công hơn. Không ấy, tính anh yêu Phượng làm gì. À chị em ghét chị mèo. Mình đang ở Sài Gòn, chuẩn bị trận đấu đá Sài Gòn. Anh ấy đùa thôi, anh có nhậu đâu đâu. Chị già. Hình như là không biết có video quay không, chứ mình không biết. Đấy, người ta chỉ là may quần áo cho mình thôi. Trời ơi, nhưng mà không phải Trường, Thanh ấn đâu. À, gần nhất đá Gia Lai là ngày tuần tới này, thứ 7 tuần tới. Đấy, anh nghe bài này nè. Flower Round. Không rõ thì bảo ra. Ngày hôm nay của chào bạn Trang, Hà Trang. Ngày hôm nay của mình bây giờ vẫn không hình dung nổi được nó là ngày gì nữa. Rồi, sẽ cố gắng. Các chị mèo. Bây giờ mình thì còn lâu lắm. À, hôm nay mình được tặng nhiều quà sinh nhật lắm. Mình được tặng cả áo của GD này, tặng được áo thông này, tặng được mấy bức ảnh này, tặng đồ ăn bánh kẹo này nhiều lắm. Mai mình sẽ chụp, mình sẽ cảm ơn tất cả món quà của mọi người. Anh thấy lúc nào mình cũng đẹp hết, chẳng có lúc nào anh xấu. Chị mèo rưỡi rồi. Chắc chị mèo quen rồi. Xe hôn của EXO đúng không? Thôi, ở xung quanh có gì đâu mà mọi người xem. Ngày kia mày đá không phải mai. Chào Nguyễn Thúy. À, tất nhiên rồi, đến ngày 28/4 Trường cũng có người bánh. Nhưng mà hôm đấy khả năng không cần phải người bánh. Cứ khi nào Trường tỉnh dậy cái úp luôn cái bánh vào mặt thôi. À, cái... mì Ari Ramen này khi nào rảnh mình sẽ đi ra. Làm gì em, làm gì có anh em họ. Người ta ghét là quý ấy, quý nhất chị mèo ấy. Ô, ông nội quý hôm nay đã mận của anh quý ấy nha, anh quý ơi. Anh chưa ra Bắc Ninh. Phượng ở Trường ghét ai hơn á? Anh không ghét ai. Anh chưa nghe về Super Junior này. Anh vẫn đang đọc, tại vì có quá nhiều thư. Thật sự là có quá nhiều thư mà anh cũng bất ngờ khi nhận được nhiều thư như vậy. Nghe nói là cũng
hơn bảy mấy trang của cơ. Nên là em vẫn đang đọc. Cười không ngọc được mồm mà bạn ơi. Không, không cười. Làm gì phải cười. Đoán được trước rồi nên không cần phải cười. À, lên sân thống nhất thì gặp được em ở trên sân. Nhìn nhìn thấy em thôi, không biết em có gặp được không, gặp được em không. Nếu mà muốn gặp thì mọi người để nhìn con tivi gặp được mà. Thế là Quế với cả Hoàng Tử Ả Rập thì chả thấy đẹp cái gì. Chả thấy hai ông cái đẹp chỗ nào, mọi người khen hai ông đẹp. Không sao, vứt tóc, rụng tóc chả đi thường. Ra chúc sửa cho ra để chúc mừng sinh nhật anh ấy. Đùa này, đùa cái này đùa, mọi người đừng có suy nghĩ quá nhé. Thật ra anh cũng quen rồi, không buồn nữa. Anh uống ở quán Hà Đức Chinh rồi. Đây mấy người mà comment thì cái này biết hết là ai mà toàn admin bay. Em có chơi Super Junior đâu, em ở hôm nay Super Junior ra bài để chúc mừng sinh nhật em, để em đùa thôi. Mọi fan Suzu được không? Anh có, anh đọc được hội Oker. Không, đó đây không phải hội Oker mà đó là những bà vợ của Lạc Long Quân. Chẳng biết thích dòng màu gì. Phượng ấy, Phượng ấy ghê lắm. Nhưng mà anh quen rồi. Anh ơi sao anh không có ở nhà, anh cứ ở trong kia em thế. Ôi. Không không, mình không chơi Liên Minh điện thoại, mình chỉ Liên Quân thôi. Mình chỉ coi Liên Minh điện thoại thôi. Anh phải trả thù Hoàng Thanh nhưng mà ngày 14 nhé. Ôi ôi, nhưng có nhiều lá thư dài, ơi dài, không biết các bạn. Các bạn trẻ bắt đầu nhiều đấy. Quế đâu hai rồi. À chúc các bạn 2K thi tốt nhé, tùy đọc. Nên cố gắng đạt được điểm cao. Gì đó không biết. Vâng, em cảm ơn anh Lương Lựu ạ. Chỉ như nó chưa xem hay sao, Phượng nó chưa xem story nên chắc nó chưa biết. Khả năng nó biết thì nó đánh em chết. Thì không cần tổ chức gì hết. Không, thì anh biết hát được. Anh thì có bôi kem chống nắng. Ừ, chắc đội anh trước bây giờ đó là đọc kín đấy. Ôi, cà phê Công Phượng ngon lắm. Mọi người phải đến uống cà phê Công Phượng. Mọi người nhớ phải đến uống cà phê Công Phượng. Cà phê Công Phượng ngon cực kỳ luôn. Quảng cáo cho Công Phượng luôn. Ừ, anh nghỉ tí. Mạnh ơi, đây không phải chỗ để bạn đùa nhá, ra chỗ khác chơi. Ừ, mình ở với Phượng. Vâng, cảm ơn anh Thái Bảo Hà. Thái Bảo Hà. Em không biết đâu, anh không có dấu em không. Thôi bạn phòng bãi để bà đi ghi bãi lên mạng với không bãi chạy mất. Anh cố gắng anh đang đọc hết để mọi người đây. Hơi 90 làm gì. 9.5 cho nó ở giữa. À nó chưa xem được cái story, chắc nó xem được cho đớp hay chết. Hôm nay mình là chỉ hôm nay ngày đặc biệt mình livestream thôi chứ bình thường mình lười livestream mà mình chẳng biết nói gì đâu. Vậy là em đang kém bị kích là đúng rồi. Huy chưa tặng quà, Huy có định nghĩa bao giờ về quà đâu này. Đoàn chém gió. Chả sao, Quế giã hay giã lại. Có ai đây đừng có bóc phốt, đây không có phấn gì đâu. Ok, chúc em ngủ ngon. Sam.